bạn đã đến với Hôm Nay Ăn Gì. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ khám phá ẩm thực trong phố Hồng Phúc. Như các bạn có thể thấy, chuẩn bị trong khoảng 2-3 giây nữa thôi là các bạn thấy khu phố rất là sầm uất, như một con phố gọi là Tống Duy Tân luôn mọi người ạ. Ê, nhưng mà anh còn không biết chỗ này cho đến khi nhận được đề tài hôm nay là đến phố này. Một lần nữa mình lại thể hiện ra là một người không có chút kiến thức ẩm thực nào của Hà Nội. À, bây giờ mình xin giới thiệu, ta-da! Chúng mình hãy cùng đi khám phá ẩm thực của phố này nha, đi thôi! Địa điểm đầu tiên mà chúng mình đến chính là hàng bún cá Hương Thủy số 40 Hồng Phúc. Thì có hai hàng bún cá trong con phố này, 2 đến 3 hàng gì đấy. Thì chị Phương Anh rất thẳng thắn đi thẳng vào hàng này, không một chút kiểu nhìn lại luôn. Đúng rồi, tại vì là một người bạn mà mình quen ý, người ta đã giới thiệu là hàng này ngon nên là hãy đến đây và ăn hàng này nhé. Chúng ta đây có quẩy mềm mọi người ạ, quẩy dẻo ấy, trời ơi nó là thứ mình yêu thích dã man. Ở đây chuyên bán bún cá, những cái phần như là đầu cá này, thân cá này, đuôi cá này, lòng cá, nói chung là nội tạng cá. Nó có tất tần tật những thứ liên quan đến cá, không như hàng cá khác thì mọi người đi ăn bún cá chỉ có bún và cá, đơn giản như thế thôi. Tại đây chúng mình đều gọi 3 bát là đầy đủ nhất. Chỉ trừ là có người nào không ăn được cái gì thì loại cò bỏ cái đấy thôi. Và nếu như các bạn xem thì các bạn có thể nhìn bát của mình. Và bát của mình chính là biểu tượng của sự đầy đủ, tập hợp tất cả những gì quán này có luôn ấy. Một bát thập cẩm thì sẽ có chả cá này, phần thân cá này, phần trứng cá, phần lòng. Vì quá yêu thích lòng cá nên đã gọi thêm riêng một bát lòng cá trần. Cái lòng cá này chính là thứ mà không nhiều quán bún cá có. Cái phiên bản bún cá đây là một phần nước kiểu xâm xấp, chứ nó không kiểu ngập ấy. Mình đã chọn từ lòng cá đầu tiên và trời ơi, em cảm thấy nghe là cái vị đậm đà ấy. Tuy nhiên của em là hơi thừa chua. Chắc là do phần bánh đa ấy, nên là sẽ không chua như bún. Cái lòng cá này có anh đoán là được xào qua rồi, thế nên là nó có cái vị đậm đà. Chính bởi vì là chưa ăn lòng cá trong bún cá bao giờ nên mình sẽ soi cái lòng cá nhiều nhất và thật sự là cực kỳ ấn tượng. Mọi người miếng trứng cá này. Cảm giác như là độ giòn của miếng cá này nó không bị ảnh hưởng khi mà cho vào nước ấy. Nó giữ y nguyên được cái kết cấu và cái sự giòn cá luôn, là có thể cái mình cá nó dày ấy, thế nên khi mà cho vào nước thì nó sẽ không bị ỉu nhanh ấy. Nhưng một số hàng khác thì kiểu như kiểu chạy qua hàng cá nó kiểu mỏng đấy, nó kiểu dễ bị ỉu. Đây là phần ở đây không bị héo, ăn rất là ngon. Nhưng mà nếu mà là mình thì mình sẽ cho xin thêm tí nước dùng nữa để mà chấm quẩy cho nó kiểu ngập tràn ấy. Về phần trứng cá này thì mình thấy là đã được chiên qua, cho nên là lớp vỏ ngoài nó sẽ xém xém, còn bên trong thì nó không mềm hẳn, nó hơi khô với mình thấy là kết cấu nó mềm mại hơn một chút, như này của mình là hơi khô. Đúng không? Thường các loại nguyên liệu thì mình thấy điểm trừ duy nhất chỉ là trứng cá bị khô. Còn lại mình đặc biệt thích, mình rất là sợ ăn nội tạng của cá. Hương bèo nhèo gì nhưng mà đây còn làm cái hương vị nó đậm đà này, ăn thì thấy dai dai. Bình thường kiểu nhìn không chắc đúng không? Kiểu nó cứ bị bở ra ấy. Đặc biệt là những cái phần như dạ dày này hay là các thứ ấy. Các bạn phải để ý nhá, vẫn có xương răm nhá. Mặc dù là ăn đúng cá và nước rồi nhưng mà cái vị cá nó vẫn rất là đậm đà. Rất là cá tráng ở đây. Mình nghĩ là các bạn còn chẳng cần phải chấm thêm cái gì ấy. Nó đã đủ độ, cái đủ cái độ mặn. Anh thấy là thịt cá nó mềm hay là nó chắc hay nó bở? Rất là chắc, mà. Anh thấy vừa mà. Các miếng của anh rất chủ là... Chủ yếu là bởi vì là cái mình cá này nó dày ấy. Và nó to ấy. Thì cái miếng ở đây anh nghĩ là phải to gấp đôi. Đúng rồi. Cái chả cá nãy mình ăn thử rất là ngon, nó dẻo dẻo. Mà nó thơm, nó cũng không quá nhiều hạt tiêu hay là cái mùi thì lạ ấy. Mình rất là thích cái chả cá nào mà kết cấu như là hương vị như này. Ngoài ra mình nghĩ là đối với những người mà sợ cá, sợ ăn tanh thì mọi người đến đây ăn thử bát bún này ấy, thì mọi người nên nước dùng mọi người sẽ kiểu vẫn ăn được. Đối với những người đặc biệt sợ mùi tanh nhá, ví dụ như Hà đấy thì là đến đây vẫn hoàn toàn là ăn được nhá, tại vì cái nước dùng nó thanh và dễ chịu chứ nó không nồng nặc mùi tanh của cá đâu, nên mọi người hãy yên tâm. Tổng kết về mức giá đây, 55.000 cho một bát thập cẩm thì mình thấy khá là xứng đáng, mặc dù là có thể hơi cao hơn một số nơi một chút nhưng mà xứng đáng để thử, đặc biệt là phần cá và phần lòng nữa, hai phần cực kỳ chất lượng đấy mọi người có thể thấy. Kinh nghiệm kiểu giòn giòn sần sật là mọi người không thể bỏ qua món này nha. À đúng rồi, đấy vì quẩy nữa. Trời ơi quẩy béo, ít hàng bún cá quẩy béo lắm. Anh ơi nhìn này. Trông ngon dã man. Tức là nó làm mình nhìn rất là có cảm tình luôn ấy. Và ăn thì đúng là thật sự là nó xuất sắc thật sự. Mình nghĩ là mình sẽ thay đổi cái quan niệm của mình về cái sự sợ lòng cá kể từ khi ăn bắt bún ở đây. Cái đấy thích. Mình thường không bao giờ làm việc này. Và vậy là hàng đầu tiên trong tour phố Hồng Phúc, đồ ăn phố Hồng Phúc ngày hôm nay bọn mình đã khá là thành công. Giờ chúng mình sẽ cùng đến với địa điểm tiếp theo nhé. School. Địa điểm thứ hai bọn mình trong ngõ Ngọc Phú ngày hôm nay chính là bò tấn nướng Ngọc Liên 40 Hà Đậu, cũng ở trên cái ngõ Hồng Phúc này luôn nha mọi người ơi. Từ hàng bún cá mọi người nhìn xem sang là thấy hàng này rồi. Bây giờ tầm 7:30 tối và mình thấy là xung quanh đã kín bàn, không có bàn trống nữa. Và thậm chí là ngồi tràn cả ra hết cả cái đoạn ngõ mà người ta có thể ngồi được luôn ấy.
Và cái suất chúng mình gọi ở đây là 300.000. Các bạn có thể nhìn được cái lượng thịt họ cho trong suất 300.000 là được như thế này. Mình thấy nầm là nhiều nhất, còn thịt thì thực ra là hơi ít, nhưng mà có một điểm hay là nó không độn gì ở với cả. Ở đây thì chúng mình có dầu ăn này, có bơ này, và có cả sốt me nữa, nhưng mà có khá là nhiều lựa chọn. Thì còn có thêm phô mai và kim chi. Về cảm quan ban đầu thì mình nhìn thấy bò và nầm lúc mà sống gần trên đĩa này mọi người này, mình thấy là màu của thịt bò khá là tươi và màu nầm cũng thế, nó không bị cái kiểu quắt quắt hoặc là xỉn xỉn nào ấy. Mùi thì không biết bởi vì là họ ướp rồi nên là mình không thể biết được. Ăn thử mới biết. Ai bởi vì ai đây cũng phải nói to. Thế nên ai phải nói to. Bình thường khi mà đi ăn nầm nướng thì ăn thường là anh Thắng là thuộc tinh chiên bơ dầu hay là sốt me? Bơ. Hai người món khác nhau ở đây. Mình thì mình thích cả hai. Thế bắt đầu mình sẽ ăn với cả bơ, với sau mình sẽ cho sốt me vào. Nhưng mà ở đây thì không có nước chấm. Ra chỉ có muối gia vị thôi. Mình có thể chia nhau cái này. Nó ồn ào đến cái mức mà kiểu đôi khi nói các bạn sợ tiếng ồn các bạn có thể chói cả tay, nhưng mà rất là lâu rồi chúng ta mới có cảm giác nghe được mọi thứ nó sống động được đến như thế này. Mình rất là ghét cái ăn thuốc mê chính là bởi vì nó quá gắt. Nó thiên ngọt hơn so với một số chỗ khác mà mình đã từng ăn, và nó không bị cái kiểu chua gắt, nên mình sợ thuốc mê chua gắt lắm luôn ấy. Ăn kiểu cảm giác chói cả óc luôn. Thế là gì, bọn mình sẽ cho thêm dạng phô mai bên trên nhé. Phô mai đấy, phô mai được bào sợi và có cả dạng bào miếng này nè mọi người. Không đều ấy. Vừa miếng vừa sợ luôn nha. Rồi. Để đồ uống đây thì mọi người có thể gọi trà đá, trà sơn dứa, nước ngọt và trà quất. Ba bọn mình đã gọi là bốn thêm sơn dứa và ba trà quất. Trà quất ở đây cũng hơi đắt. Nhầm ở đây kiểu nó cũng ngon, nhưng mà kiểu này ướp nhiều quá nên không thể chịu được. Phần thịt bò ở đây mình thấy là được ướp khá là kỹ càng và vị của nó khá là đậm. Với mình nhìn thì miếng thịt bò này được ướp là hơi đậm quá so với mình. Với những bạn nào mà thích ăn thịt đá mặn thì mình sẽ ướp không như này. Thịt bò thôi. Mình dành cảm giác là nầm ở đây chưa đủ độ giòn, nó kiểu thiên về mềm. Mình không biết là làm thế nào để người ta có thể tạo ra được nầm ăn giòn như thế ở những hàng khác, bởi vì là mình đã quen với cái vị giòn đấy rồi, nên đôi khi mình mặc định là ăn nầm nướng là cái nầm sau khi đã được để đến chảo xong nó vẫn phải giòn ấy. Đôi khi biết đâu là bởi vì ở đây họ nầm họ không có cái gì đấy đặc biệt thả vào hay nhúng vào để làm cứng. Cũng có thể có hai khả năng ấy nhá. Đôi khi những cái gì mà các bạn đã từng ăn ấy lại là cái mà phải dùng thủ thuật mới có thể tạo ra được. Em đồng quan điểm với anh Thắng đấy là nầm ở đây công nhận là nó kiểu mềm mềm, xong rồi kết cấu của nó hơi béo béo. Ăn kiểu cảm giác nó hơi ngậy ngậy béo béo, hơi giống kiểu mình ăn mỡ. Ăn phần mỡ ấy. Thế nhưng mà đấy cũng là cái kết cấu em không thích bằng những hàng khác. Ví dụ như là lần trước mình đã từng quay nầm nướng ở Mã Mây. Thì nầm ở đấy là cái kết cấu giòn đấy, chúng mình thích hơn. Còn về hương vị thì mình thấy là hương vị nó cũng na ná, được gọi chung với bò ấy, nó cũng đậm đà, nó cũng đã được, chứ mình không quá là yêu. Về ưu tiên cường thả nhiều thịt hơn vào đây. Còn với lần này anh sẽ thử dùng bánh mì chuột. Nhưng mà thật sự là mình có thể lâu rồi không quen cái này chứ mình không nóng đúng không? Cảm giác bình ngộp đúng không? Thời tiết thì thực ra cũng không quá là nóng, nhưng mà đại khái là kiểu chưa quen với cảm giác nó đông đúc, nhộn nhịp lại này, đôi khi cảm giác bình ngộp ấy. Với cả là bọn mình đang ngồi trong nhà nữa nên là phần nó cũng sẽ không mát ở ngoài trời. Ở đây thì có cả chỗ ngồi ngoài trời trong nhà mọi người. Nhưng nếu mà mọi người ngồi ngoài trời thì nên sớm hơn trước 7 giờ. Nhưng mà vừa nay Phương Anh có bảo là cái phố này nó giống như Tổng Vi Tân ấy, nên thì nó có mở xuyên đêm các cái quán ở đây này. Em thấy là các quán ăn ở đây là có mở xuyên đêm nhá. Đấy là phần ngày trước dịch ấy, kiểu đi chơi đêm hoặc là đi lượn đường ấy, mọi người sẽ ra đây ăn lúc mà mọi người đói. Còn nhưng mà sau dịch thì không biết là tình hình sau này như thế nào. Hình như còn có đọc được một cái bài báo, người ta bảo là đi xem phim ở Vincom Bà Triệu cái suất muộn nhất thì các bạn ấy sẽ sau khi xem phim xong các bạn sẽ ra đây ăn thì phải. Ra cái phố này ăn suất mè ở đây, những khi các bạn đến riêng thì nó ra một cái vị mè rất tự nhiên, một vị chua rất tự nhiên. Khi mà các bạn cho vào trong cái phần nầm đấy thì nó gần như mất nó chua rất là mềm. Nhưng anh lại thích cái này. Anh không thích cái vị me quá lấn át trong trong sốt. Mà cái me ở đây nó kiểu chua phát xong nó dịu đi luôn ấy, nó không để lâu. Tổng thể rất là mọi thứ, từ chất lượng đồ ăn cho đến giá cả thì chung quy lại nó gọi là hợp lý. Nhưng mà nếu mà bảo là ngon xuất sắc thì nó hẳn từ mức giá này, chất lượng đồ ăn. Thì mọi người có thể thấy là đi cùng bạn bè chia ra thì rất là dễ. 100.000 một người. Thực ra thì
con gái nữa vẫn ăn được. Không phải là Hà. Không phải là Hà. Bắp luộc nè. Quá là mang tiếng cho Hà. Nhưng mà nếu mà đến đây lần sau thì mình sẽ còn một đứa cu bò. Chứ nầm nó xuất sắc. Cảm giác thế sự nêm đến nó học bò hơn. Đúng rồi. So với chất lượng nầm bò nướng ở hàng này, cả hàng cầm cầu ấy, thì hàng này hoàn toàn xuất sắc hơn nha mọi người. Đúng rồi đấy, cầm cầu thì được cái tiếng rồi chứ ăn cầm cầu mình thấy sợ lắm. Kiểu xung quanh toàn là rác, mình cảm giác như kiểu là mình đang được ngồi trên đống rác để ăn. Và hàng cuối cùng của chúng mình đến chính là bánh cuốn ông tới 31 Hồng Phúc. Khi mà đi ăn tour ngày hôm nay, mình đã đi bộ dọc cái con phố này thì thấy là thực sự đây là một con phố rất là đa dạng các loại món ăn. Nào là bún cá này, nào là đồ nướng này, cho đến cả bún riêu và bánh cuốn. Tuy nhiên thì hàng bún riêu họ không đồng ý quay, cho nên bọn mình đã tìm ra một hàng bánh cuốn cũng hấp dẫn không kém. Nói nhỏ nhé, bây giờ là thời đại này rồi ý, thì thực ra không hẳn là mình chú uống gì đâu, nhưng mà những người không dám đối diện với truyền thông tức là họ đang chọn cái chết. Đặt chân đến hàng bánh cuốn này thì anh chị chủ cũng rất là thân thiện, dễ gần và hiếu khách. Đây là bánh cuốn ruốc lợn này, bánh cuốn ruốc tôm này, bánh cuốn trứng này và một bánh cuốn thương. Và có hai loại chả nữa. Ồ, từ nãy giờ anh cứ tưởng đây chỉ là một bánh trứng xong mình sẽ ăn với bánh cuốn này. Nhưng hóa ra đây chính là một cái bánh cuốn mà đã có trứng. Theo như mình thấy thì đây là chả quế, còn đây giống như chả mỡ được chiên lên. Em dự đoán là thế. Mình sẽ ăn phần bánh cuốn ruốc tôm. Bánh cuốn ruốc tôm được chị chủ quảng cáo giới thiệu cho bọn mình là phần ngon nhất, rất là hứa hẹn đấy. Trông phần ruốc tôm này tươi, trông màu cam ấy, rất là thích mắt. Hai người con trai bên cạnh tôi, một người thì bát hoàn toàn không có một miếng ớt nào, một người thì có hẳn hai miếng, còn tôi. Đây gọi là mình xin giới thiệu với các bạn nhé, mình là một người cực kỳ thích ăn trái cây. Nhưng không hiểu sao ra lại không đẹp và đây là loại trái cây mà mình ăn. Vâng, loại trái cây rất nhiều vitamin. Ăn một miếng lên mà rất là mềm nha mọi người, cảm giác vỏ của nó rất là mỏng nhá. Một động tác mà mình hay làm khi ăn bánh cuốn đó chính là húp nước mắm trước khi cho bánh cuốn vào. Đấy, bình thường những hàng bánh cuốn họ cố gắng làm nó nhạt hơn ấy, nhưng mà đây họ giữ lại một cái sự đậm đà ấy. Khi mà ăn thử một miếng thì mình rất là ấn tượng. Mình rất là thích nơi nào mà làm bánh cuốn tráng, bánh cuốn vỏ mỏng. Mặc dù là vỏ mỏng nhưng mà khi gắp lên bị bục ra, ăn rất là mềm và đưa miệng. Anh cảm giác là trôi trôi xong rồi. Nó kiểu cái chạy chạy ấy. Đúng rồi, nó kiểu trôi mượt ấy anh nhỉ. Phần ruốc tôm mới chính ra là phải ăn riêng thì mới thấy được cái vị hải sản của nó. Chứ còn ăn cùng với bánh cuốn thì nó bị át rồi. Nhưng mà nó rất là đậm đà nhá, thơm nữa, ngọt nữa. Chính xác, thế luôn. Cảm giác thì còn cảm được cái vị thịt tôm tươi ấy, kiểu thế, mặc dù nó là kiểu ruốc rồi ấy. Đấy mọi người ơi này, gắp lên nhá, mặc dù hai miếng dính nhau nhưng gắp lên khỏi bụng này. Cái hành phi mà em thử ăn không miếng ấy, giòn, thơm, ngon dã man. Mà chị chiên kiểu là hơi già ấy, chiên hơi già một tí. Có một cái độ xém, cái vị hơi kiểu một chút khét khét lại càng dậy lên cái mùi thơm của hành. Thế là mình lại phải muốn ăn hành. Cái chả quế đấy nó chắc, nó có thể dùng từ hơi cứng cứng ấy. Nó gần như không có độ đàn hồi mấy cơ. Nó chắc cực. Một số quán bánh cuốn khác nó hay có cái phiên bản là cho chả quế bát nước mắm ấy. Còn đây thì cho ăn ngoài để cảm giác được cái vị chân thật của chả quế nhất. Tức là có những hàng cái miếng chả quế này họ cắt sẵn để vào trong bát của nước mắm của bạn rồi. Và thực ra cái lượng chả ở trong này nó rất là ít. Những gì bạn ăn được chính là những gì họ giới hạn cho bạn ăn. Nhưng ở đây thì miếng rất là to, thái dày rồi. Nhưng bảo là có thơm cái vị quế không thì em nghĩ cũng chỉ bước bình thường thôi. Nó là thứ cần thiết cho món này. Nhưng mà để bảo nó có đặc biệt không thì trả lời là không. Mình ấn tượng nhất vẫn là phần bánh cuốn ở đây. Từ lớp vỏ ngoài, vỏ mỏng nhưng mà cái kết cấu của nó vẫn dẻo dai. Cho đến phần nhân thịt mộc nhĩ, mình thật sự rất là ấn tượng khi mà hàng bánh cuốn nào mà họ cái phần nhân đi họ cho nhiều mộc nhĩ thì ăn rất là giòn và rất là thơm. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà để mình lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn phần truyền thống. Rất tôm hay rút lợn thì nó cũng khá đặc biệt, nhưng mà mình sẽ chọn phần truyền thống này hơn. Với những người mà thích thêm cái vị đậm đà thì chị sẽ chọn rút tôm. Lại có bí mật này nên kể, đó chính là mình chưa bao giờ ăn bánh cuốn. Đây anh, trải nghiệm lần đầu tiên, các em xin mời. Ăn như thế nào? Anh cứ cho thẳng vào thôi. Thường một số bên bản bánh cuốn là sẽ chỉ có bỏ thôi, không có nhân đâu. Là nhân là quả trứng thôi. Càng đi qua nhiều mình càng thấy kiến thức về đồ ăn Hà Nội bằng không mọi người. Thôi ra cái này là vấn đề cá nhân của mình mọi người. Lý do để mình không bao giờ đi ăn hàng này là bởi vì là từ bé đến bây giờ những hàng quán mà mình đi ăn đều là bố mẹ dẫn đi và bố mẹ chỉ định ăn cái gì thì mình ăn cái đấy. Ui dồi. Cái miếng mà em vừa sắt cho anh thì vừa có bánh cuốn, vừa có trứng, vừa có hành và vừa có cả thịt mộc nhĩ luôn. Đầy đủ đấy. Và nước mắm nữa. Không thích, nên nhiều nước mắm hơn. Thế là ngon đấy mọi người ạ. Tức là bởi vì ở đây cả cái lòng trắng trứng ấy nó cũng hòa cả vào với cả cái lớp bánh nữa rồi. Vâng. Khi mà ăn bánh cuốn trứng như thế này thì thông thường mình thấy là nó sẽ tăng cái hương vị ngậy béo lên ấy. Nó kiểu vừa mượt mượt, xong lại đặc, ăn nó thú vị lắm ấy.
Với phần bánh cuốn chả bình thường sẽ có giá là 30.000 một suất, là một đĩa như này, và chả. Một phần bánh cuốn chả ruốc lợn sẽ có giá là 40.000, và một phần bánh cuốn chả ruốc tôm là 50.000. Phần bánh cuốn trứng anh Thắng đang cầm trên tay có giá là 15.000. Lần đầu tiên mình ăn kiểu này, hãy thông cảm cho người có quá ít kiến thức về ẩm thực, nhưng có thức ăn rất tốt. Và vậy là trải nghiệm với hàng bánh cuốn cuối cùng trong tour phố Hồng Phúc ngày hôm nay mình đã kết thúc. Bọn mình cảm thấy thật sự rất là hài lòng với chất lượng bánh cuốn ở đây. Trong ba quán ngày hôm nay thì Nam Cường hoặc là anh Thắng có cảm thấy là mình ấn tượng đặc biệt sâu sắc về quán nào không? Em và anh Thắng sẽ cùng một đáp án này thề luôn. 1, 2, 3, bún cá. Thế là chị với em rồi. Bún cá rất là ngon, chất lượng cá, lòng, da đấy thì nó rất là ngon. Anh thấy cái đặc sắc nhất ở đây chính là những cái nguyên liệu cá để mà họ làm, làm nên cái bát đấy. Thế anh lý giải vì sao bánh cuốn lại là một ấn tượng với anh đi? Bởi vì là lần đầu tiên đang ăn bánh cuốn trứng. Trứng chưa? Cái đấy đúng không? Cái đấy thì hiểu nhau rồi. Tổng quát lại cả tour ngày hôm nay bọn mình đã đi ăn ba quán. Quán Nầm thì bọn mình không cảm thấy quá xuất sắc thôi, nhưng bọn mình cảm thấy hoàn toàn ăn được và với mức giá đó thì nó là hợp lý. Và mình thích bầu không khí ở đây. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng mình trong tour phố Hồng Phúc ngày hôm nay. Nếu như các bạn muốn gợi ý chúng mình quay những con phố ẩm thực nào, những món ăn nào đặc biệt thì đừng quên comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, tạm biệt mọi người. Đừng quên subscribe cho Hôm nay ăn gì. Hôm nay ăn gì?